nóng bừng vụ cô giáo Tuyên Quang bị học sinh khóa trái cửa cùng những hành động liều lĩnh, chính thức tạm đình chỉ hiệu trưởng nhà trường, vấn nạn con ông cháu cha có đang diễn ra. Thưa quý vị, rúng động dư luận những ngày vừa qua, sự việc cô giáo tại Tuyên Quang bị học sinh khóa trái cửa trong lớp rồi văng lời thiếu chuẩn mực, có những hành vi không thể dung thứ đã thu hút sự quan tâm lớn của đông đảo người dân cả nước. Liên quan đến vụ việc này, cô giáo chia sẻ rằng đây không phải là lần đầu tiên học sinh chống đối mình. Theo nhiều nguồn tin, 8 ngày sau khi bị học sinh khóa trái cửa trong lớp rồi xúc phạm với nhiều lời lẽ nặng nề, cô Hằng, 38 tuổi cho biết bản thân không có khúc mắc gì với học sinh. Theo cô Hằng, trong tiết học âm nhạc, học sinh không thực hiện đúng nội quy và nhiệm vụ của mình. Đã vào giờ học nhưng các em tự do đi lại mở nhạc rồi nhảy lên bục giảng. Cô Hằng nhắc nhở không được nên đã rút nguồn điện của TV. Một học sinh sau đó lại lên cắm vào mở nhạc hò reo. Nhắc đến hành vi của học sinh, cô Hằng kể. Các em còn quây tôi vào bàn giáo viên, cầm mũ và áo dép thách thức trước mặt hòng muốn chùm lên đầu tôi. Có bạn còn cầm thước kẻ búa võ. Tổng hợp lại diễn biến của buổi học hôm đó, cô Hằng chia sẻ rằng học sinh không học, nổi loạn và sau đó đã dồn cô vào góc tường như đoạn video dài gần 2 phút ghi lại. Sau khi hết tiết, cô Hằng đã sang lớp 6A dạy tiết 4. Hết tiết học, một số học sinh lớp 7C kéo sang nhét rác vào cặp cô. Khi cô từ bục giảng đi về phía cửa lớp, thì nhóm học sinh vùng giấy và dép tung tóe. Cô Hằng nói tôi thấy choáng quá nên ngất. Giải thích về video cầm guốc trước đó, cô Hằng cho biết, sau khi tỉnh dậy, cô nhắc giải tán nhưng các em không nghe. Một số em đã trêu người khiêu khích khiến cô xách đôi giày lên để học sinh biết ý mà rời đi. Cô Hằng cho biết, từ cuối học kỳ 2 năm học trước, một số em lớp 7C khi đó là lớp 6C bắt đầu có biểu hiện không tôn trọng giáo viên. Còn tình trạng chống đối, không học vùng ghép trong giờ của tôi diễn ra khoảng 2 tháng gần đây. Cô còn cho biết thêm rằng, bản thân đã nhiều lần báo cáo hiệu trưởng nhưng không được giải quyết. Là một học sinh có con trai học lớp 7C và xuất hiện trong video clip với hình ảnh cầm ghế inox thị uy cô giáo. Chị Hương nói, không bênh khi còn láo, học sinh nhốn nháo như vậy, chị và gia đình sẵn sàng chấp nhận mọi hình thức kỷ luật, kể cả bị nghỉ học. Xong chị cho rằng, sự việc cần nhìn từ hai phía và đặt câu hỏi tại sao học sinh lại có phản ứng như vậy với giáo viên. Chị Hương cho biết, trước sự việc con trai chị không có mâu thuẫn với cô Hằng, nhưng trong lúc cô giáo cầm guốc vùng loạn xạ, nhắc nhở học sinh thì con trai chị Hương đã bị thương ở lưng và bàn tay. Chị Hương nói, cô giáo quá đà thì cháu mới phản kháng như vậy. Chị cũng chia sẻ thêm rằng đã đưa con tới trạm y tế xã Văn Phú để kiểm tra ngay trong ngày 29 tháng 11. Kết quả vết thương phần mềm, bàn tay trái, bờ vai hai bên. Theo phụ huynh, chị đã làm đơn phản ánh sự việc tới hiệu trưởng, chủ tịch và công an xã Văn Phú. Chị Hương nói cảm thấy bức xúc vì trường không trao đổi lại gì sau sự việc. Chị Hương nói, theo lương tâm tôi, cô Hằng cần phải chuyển khỏi trường trung học cơ sở Văn Phú, nếu không còn rất nhiều con em chịu ảnh hưởng sau này. Ngoài chị Hương, một số phụ huynh cho hay từng làm đơn kiến nghị hồi tháng 10 phản ánh về hành vi và đạo đức của cô Hằng. Hiệu trưởng Nguyễn Duy Sáng xác nhận điều này. Ông nói nhận đơn của hai phụ huynh, trong đó có một người đã gửi cả đơn ra Ủy ban Nhân dân huyện. Sau lá đơn này, trường trung học cơ sở Văn Phú lắp camera tại các lớp học. Ông Sáng đánh giá chuyên môn của cô Hằng ở mức độ vừa phải. Sự việc hôm 29 tháng 11 diễn ra khi ông không có mặt tại trường vì đi nộp báo cáo, ông Sáng cho biết. Lúc cuối giờ, thấy cô Hằng xuống phòng nói vẫn bình thường rồi ra về, sức khỏe tốt. Hôm sau, tôi không thấy cô đến lớp mới gọi điện thì cô nói bị ốm xin phép nghỉ. Tới chiều cùng ngày, cô mới gửi đơn phản ánh sự việc về tính cách ứng xử với đồng nghiệp học sinh của cô Hằng. Ông Sáng nói không chia sẻ vì các cơ quan chức năng đang làm việc. Theo quyết định của Ủy ban Nhân dân huyện Xuân Dương, ông Sáng bị đình chỉ công việc và chức vụ 15 ngày tính từ ngày 7 tháng 12 để phục vụ việc điều tra. Cô Hằng mong muốn sự việc được giải quyết rõ ràng giữa ba bên, nhà trường, giáo viên và gia đình học sinh. Ai sai người đó chịu, cô nói sẵn sàng chấp nhận nếu cơ quan chức năng xác định cô có lỗi và đình chỉ công tác. Còn đối với học sinh, cô giáo nhìn nhận các em còn bé, chưa đến tuổi đi trường giáo dưỡng, để nghỉ học ở nhà lại càng không nên, vì có thể sẽ sa ngã vào các tệ nạn. Cô Hằng nói nếu cơ quan chức năng nhẹ tay, tha thứ cho học sinh thì tôi cũng tha thứ, không căng thẳng làm gì. Sau sự việc cô giáo cho biết, không xấu hổ hay ảnh hưởng gì lớn, không làm gì sai, nhưng thấy buồn vì sợ khi vào lớp 7C. Có dạy tiết hôm thứ hai, cô Hằng nói lớp 7C cơ bản ngoan, nhưng một số học sinh vẫn nghịch. Cô Hằng cũng chia sẻ thêm, có thể tôi sẽ làm đơn xin chuyển trường. Tính đến thời điểm hiện tại, Ủy ban Nhân dân huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang đã có quyết định về tạm đình chỉ chức vụ và công tác đối với ông Nguyễn Duy Sáng, hiệu trưởng nhà trường, thời hạn tạm đình chỉ là 15 ngày. MC Cát Tường khóc ỉ ôi xin lỗi khán giả, thừa nhận quảng cáo sai sự thật còn hứa đền bù, để lộ bí mật dùng nhan sắc để nổi tiếng, mê đỏ đen đến bể nợ và chỉ yêu toàn trai trẻ. Thưa quý vị, sau nhiều tháng im lặng trốn khỏi showbiz thì bà trùm mai mối Cát Tường đã chính thức lộ diện, khóc nức nở xin lỗi khán giả. Bởi suốt thời gian qua, cô bị cả xã hội đang lên án vì bất chấp để quảng cáo lố, khiến hàng triệu dân vì tin mà nguy kịch. Thậm chí còn bị đuổi khỏi vai trò MC trong show hẹn hò nổi tiếng. Lạ thay, cô hết khóc thì tới trách khán giả quá đáng,
hứa bù đắp thiệt hại nhưng lại than thở, 6 tháng qua không ai mời tôi đi show. Ngay lập tức bị dư luận phản ứng dữ dội bởi thái độ quá tự tin, xin lỗi như không. Vốn là một diễn viên, một MC được rất nhiều người yêu thích, thế nhưng Cát Tường lại đang tự tay phá bỏ những gì mình đã gây dựng. Từng trải qua một mối tình và ba người đàn ông trẻ tuổi hơn, thậm chí còn là một người mê đỏ đen. Nhiều tin đồn đoán rằng người phụ nữ nhiều tài này đang nợ chồng chất, để đến mức phải làm mọi cách để đưa người hâm mộ vào chồng. Chưa kể, cũng từng có đồn đoán Cát Tường đã từng dùng vẻ đẹp để tiến thân vào giới showbiz. Sự thật việc này như thế nào, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Trước những lời chỉ trích quay lưng từ cộng đồng mạng về việc nghệ sĩ quảng bá sản phẩm sai sự thật, làm hệ lụy đến người tiêu dùng thì mới đây, MC Cát Tường đã chính thức lên tiếng xin lỗi. Trong buổi gặp gỡ trả lời báo chí, MC Cát Tường cho biết nguyên nhân thời gian qua, nữ MC giữ im lặng thay vì lên tiếng làm rõ để xoa dịu dư luận là vì lo ngại việc này có thể ảnh hưởng đến các dự án nghệ thuật mà cô đang tham gia. Ngoài ra, việc giữ im lặng là để cho nữ nghệ sĩ có thời gian lặng lại để chiêm nghiệm, quan sát và tìm cách giải quyết cái sai của mình. Diễn viên đồng tiền xương máu đối diện với những lời bình luận công kích trên trang cá nhân vì ồn ào quảng cáo. Đó là giai đoạn tôi cảm thấy khủng hoảng, Cát Tường thừa nhận. Tôi đắn đo suy nghĩ rất nhiều. Trong suốt 27 năm hoạt động nghệ thuật, đây là lần đầu tiên tôi vướng vào scandal không tốt, ảnh hưởng đến gia đình sự nghiệp của mình trong thời gian qua. Cát Tường cũng cho biết thêm về việc bản thân đã ngủ quên trong chiến thắng, đã khiến cô một phần nào đó đi sai hướng và chuyên môn của mình. Bên cạnh đó, nữ MC cho rằng việc các clip xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội cũng là nguyên nhân khiến cô bị phản ứng. Tôi nói, lấy danh dự của mình ra đảm bảo về sản phẩm là sai. Tôi không sản xuất thì không thể đảm bảo được. Bây giờ tôi đã hiểu điều này. Tôi cũng đã hiểu mình không được cam kết sử dụng sản phẩm sẽ được kết quả thế này hay thế kia, dứt điểm triệu chứng này hay triệu chứng kia. Cát Tường bộc bạch. Tôi khẳng định từ trước đến nay, khi nhận quảng bá hình ảnh cho sản phẩm, tôi phải xem giấy tờ và sử dụng thử. Khi tôi vướng ồn ào rồi, người ta nói gì mình phải chấp nhận. Lỗi của tôi là đã nói sai vì nghĩ đơn giản quá. Đồng thời cô cũng cho rằng việc nói mình tiếp tay lừa đảo là quá nặng. MC Cát Tường còn than rằng trong suốt 8 tháng qua, cô đã không nhận thêm bất kỳ quảng cáo nào để có thời gian tập trung vào việc tự xem xét và nhìn nhận lại bản thân. Tôi không nhận bất kỳ hợp đồng nào. Song dẫu vậy, trên mạng vẫn còn một số quảng cáo của tôi bất lực, tôi xin lỗi vì đã làm phiền lòng mọi người, tôi mong khán giả tha thứ. Cát Tường vốn may mắn khi sinh ra đã nhận được nhiều đặc ân từ tạo hóa, không chỉ sở hữu gương mặt khả ái, nữ diễn viên còn đam mê ca hát và hát rất hay. Sự nghiệp của Cát Tường cũng lận đận như chính cuộc hôn nhân của cô, là bởi giữa lúc sự nghiệp đang trên đà phát triển thì Cát Tường bất ngờ lựa chọn theo chồng bỏ cuộc chơi. Người cô chọn là một người đàn ông Việt kiều. Tuy nhiên, sau khi Cát Tường sinh con chưa lâu, đối phương đã có người thứ ba. Chồng cũ của cô chưa từng thăm hỏi nuôi nấng hay gửi tiền cho con gái. Mặc dù được cho là một bà mối mát tay, nhưng Cát Tường có đường tình duyên khá lận đận. Cô đã trải qua 3 mối tình với trai trẻ và cô lớn hơn họ lần lượt 10, 11 và 13 tuổi. Xinh đẹp, giỏi giang, thế nhưng nữ MC này còn là người mê đỏ đen. Năm 20 tuổi, cô đã là diễn viên biên chế của nhà hát kịch thành phố Hồ Chí Minh và một lần khi đi biểu diễn ở tỉnh cùng đoàn không phải của nhà hát, Cát Tường đã tham gia chơi để tiêu khiển. Theo Cát Tường, do không chịu được việc thua nên cô quyết định chơi lớn nhưng cuối cùng cạn kiệt. Cát Tường bảo, sau vài vụ thua, bẵng đi một thời gian cô không chơi nữa. Nhưng năm 30 tuổi khi đã trải qua biến cố hôn nhân thì cô quen một người bạn trai, người này lại mê đỏ đen nên thường dắt nữ MC theo. Không những đỏ đen, Cát Tường còn từng khốn khổ vì môn bóng đá. Cô chia sẻ, trong một đêm, tôi quyết định đánh 13 trận đấu của một mùa giải nước ngoài và mua một cái đèn thắp nguyên đêm để cầu nguyện. Tôi chỉ chơi theo cảm xúc, nghe tên nào thích thì tôi bắt người đó. Tôi nhớ mình thua 40 mấy triệu, cách đây 10 năm. Lúc đó tôi khổ lắm, tủi thân vì diễn ở sân khấu chỉ có 500.000 đồng một đêm. Tôi đâu có tiền trả nên phải trả góp và một tháng sau mới hết. Từ đó đến giờ tôi không còn chơi nữa. Ngoài công việc là diễn viên thì Cát Tường cũng tận dụng sự nổi tiếng của mình để quảng cáo cho các nhãn hàng, giúp tăng thêm thu nhập. Và đây chính là vấn đề mà cộng đồng mạng lên án cực kỳ gay gắt đối với Cát Tường. Ví dụ, một số thực phẩm chức năng nhưng qua tay Cát Tường đã thổi phồng lên là thần dược, là cứu tinh của rất nhiều loại bệnh mà đến y học hiện đại cũng phải bó tay. Ví dụ như sữa Diasur canxi mà có thể chữa dứt điểm đau xương khớp, đĩa đệm gút trong vòng 10 ngày. Sữa mà có thể chữa được dứt điểm tiểu đường cho dù bệnh nặng đến đâu, trong khi bệnh này người giàu có chi đến hàng tỷ cũng không chắc đã cứu nổi. Mà Cát Tường dám tự tin uống sữa này 10 ngày là khỏi luôn. Trước đó năm 2019, Cát Tường cũng vướng phải việc quảng cáo nhiều mỹ phẩm không rõ nguồn gốc. Nhiều mặt hàng mỹ phẩm mà Cát Tường quảng cáo, đặc biệt là kem trộn bị khán giả nhận định là sản phẩm kém chất lượng, không có nguồn gốc rõ ràng. Ngoài ra, MC Cát Tường cũng từng bị chỉ trích vì quảng cáo xem bói tử vi trên trang cá nhân. Sau khi bị dư luận phản ứng chỉ trích, cô đã xóa bài đăng.